Hello everyone, welcome back to my channel. Nên mình sẽ chơi tám tựa game Granny, bắt đầu với Venom Granny. Ok, play. Ok, các bạn xem nhé, cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta bắt đầu với ngày thứ nhất nào. Ok. Wow, đây là bản mod Venom Granny các bạn ạ. Background thì màu nó hơi tối một chút. Wow, rơi một tiếng động. Wow, oh my god, Venom Granny này. Rồi mình sẽ chạy để mình làm nhiệm vụ nha. Hy vọng mình sẽ mở được một cái gì đấy nó có giá trị. Bỏ có dưa nào. Wow, the master key. Oh my god, mình sẽ nấp các bạn ạ. Wow, mình sẽ để bà ta đi rồi mình sẽ đi qua sau. Ok. Ồ, bà ta thấy mình rồi. Buff. Rồi giờ mình sẽ lên trên đi. Wow, playhouse key. Drop playhouse key. Mình lại đánh động rồi. Bà ta sẽ không biết mình ở trên này các bạn ạ. Wow, hai cái này đây luôn. Ồ, tí lấy sau ha. Xuống dưới gặp nha. Oh, a part of a shotgun. Mà ta đang xuống đây thì sẽ phải. Mình sẽ lắp súng trước coi nhé. Ok, lắp súng. Tiếp theo. Đấy rồi. Wow, beer trap. Wow, run. Xem bên dưới này có gì không nhỉ? Oh my god. Rồi, được cái này là cũng ok. Bắn súng này. Mình có cò súng thì chắc là ở bên trên. Ở bên trên cái tầng tầng 3 các bạn ạ.
Thế mình sẽ lấy hammer. Thế mình sẽ lấy hammer mình lên bên trên tầng 3 các bạn nhé. Để mình lấy thêm một cái cò súng nữa. Tin là ngay đây nó sẽ có cái cò súng. Đoán không sai luôn các bạn ạ. Wow. Bà ta đang đi lên đây nhưng mà thấy tiếng động bà ta lại đi xuống. May quá. What? Heo. Bà ta đánh lừa mình rồi. Quá. Thấy đi xuống rồi mà. Ok, game tiếp theo đi. Wow.
Wow, quá bonky. Wow, con Slenderina quá chịu thật. One, two, three. Wow. Oh my god. Oh my. Oh my god. Không có âm mưu các bạn ơi. Hết đạn rồi. Cái thật. Ok, the last horror Momo. Wow. Mình sẽ đi giết Momo. Oh my god. Đạn mình nhiều các bạn ạ. Mấy ngàn viên đạn thôi. Mình chỉ còn một con thôi. Mà mình không thấy nó đâu luôn. Lên lỗ rồi các bạn. Ok. Barbie quang đi. Còn một con không thấy đâu luôn. Kệ luôn. Ok. Đây là Barbie Wani Con Will. Nếu mà đấy trước để cho ra các bạn ạ.
Đó. Baby Granny này. Nó súng vậy em. Còn lâu mới bắt được mình. Mày có run run qua wow, nó không thấy mình. Yeah. Có hầm nè. Where are you? Shotgun. Okay. Đây là Teddy nè. Đây rồi. Mình có súng này qua đây. Lần này nó không rơi cái cả.
cứ đưa xem ra nhỉ. Where are you? Three, two, one. Wow. Amazing. Súng của nó phải thế các bạn ạ. Play hockey. Súng là nó phải chất như thế. Trong đây nó còn một key nữa mà mình vẫn còn thiếu một cái bánh răng. Ok, next game. Granny Baby Chew. Một bức tranh. Đây là một mảnh ghép của bức tranh đây. Đây phải là bức tranh hoàn thiện các bạn ạ. Khi quá chuẩn luôn, đoán không sai luôn, có kaki là có kaki. Ok, mình sẽ xuống ở cốp xe. Nó xuống tiên này. I see you. Where are you? Chết tiêu luôn. Ok, con gà xì rừng hết. Quên đi.
tốc độ chuột của cái game cũ. Đi chậm quá, còn cái này thì nhanh quá. Hai con kia, ok. Wow, đầu xin hết luôn. Mình sẽ lên lấy mình lấy cái tên các bạn ơi. Mình sẽ lên lấy công tên mình giết nó. Rồi, mình sẽ giết con này luôn. Nó ngay đây luôn này các bạn. Chết tiêu luôn. Wow, mất cái season hết luôn. Mất cái đầu loa luôn các bạn ạ. Đó, tốc độ chuyển như này thôi. Ok, spawn game granny. Bản này là không có đầu này. Con kia thôi, mấy tụi con này nó không có đầu loa các bạn ạ.
Wow. Bắt làm sao được mình? Ok, next game. Polish ground đi. Fucking gas. Ok, đây chu. Tự nhiên mình ngã các bạn ạ, cay thật. Play hide and seek. Oh my god. Okay. Ice cream. Tell for all that amount of food that these pipes lead to a place where candy is cooked day and night nonstop. I think I need a plan. Where has the chubby boy gone? Where has the chubby boy gone? Thank you.
in the blues. Yummy, yummy. Sẽ nối hình tròn trước, tròn ở đây. Oh my god, mình cái hình vuông rồi. À, hóa ra là hình tam giác à? Ban đầu cũng định chọn tam giác nhưng mà không phải sao lại chọn hình tròn.
Bắc Kinh. Mang từng ghi lại một của mình ghép các bạn nha. Oh my god. Ok, em cuối cùng. Bắt đầu game cuối cùng của chúng ta nào. Wow, Polygony. Polygony này có cả Astream với lại Siren Head luôn. Master Key tiếp. Mình không biết Master Key bật mở cách nào đây. Do you want to play hide and seek?
không? Hammer. Ok, mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye.